Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube ITB Club Channel đến với bản tin phiên trưa sau giao dịch phiên ngày 1 tháng 12 năm 2023. Chú anh chị sẽ có một tháng 12 thật là thành công và giao dịch thật nhiều thuận lợi anh chị nha. Ok, rồi ngày hôm nay thì cái tiêu đề của em là một cái tiêu đề tương đối khác hơn so với ngày đã là tháng 12 chốt lại không sai. Thì vì sao như vậy? Bởi vì trong suốt nguyên uh, xuyên suốt trong tháng 11 vừa qua thì đó là cái thời điểm mà chúng ta đã có những quá trình trade cộng ngắn và cũng là những quá trình mà chúng ta gom hàng giữa hàng với những tỷ lệ tương đối và bây giờ chúng ta đang đợi những cái tín hiệu khi thị trường có những trạng thái bò rác đi lên chúng ta sẽ gia tăng thêm cái phần tỷ lệ tài khoản của mình cũng như là nghĩ tới cái chuyện sử dụng margin để có thể mang lại những khoản lợi nhuận tốt và với cái việc mà uh, trước kỳ Noel là cái kỳ mà uh, Vinindex cũng như là các quỹ có thể sẽ chốt nắp và uh, Tính lại của năm thì chúng ta cũng sẽ theo những cái dòng tiền lớn này và chúng ta chốt ngắn. Sau đó mình sẽ chờ những cái dịp à, điểm mua vào trở lại. Sau đó mình lại đánh tiếp một nhịp để mình ăn Tết nha anh chị nha. đó Thì đó là lý do vì sao cũng để tiêu đề trong phim ngày nay. Rồi à, cùng các anh chị sẽ đi vào trong cái tổng hợp phim sáng của phiên ngày hôm nay ha, anh chị ha. Và nền đất nến tại vùng 1099. 93.27 điểm giảm 0.86 điểm so với phiên ngày hôm qua. Với đầu rộng thị trường đang nghiêng về các mã giảm 277 mã và các mã tăng thị 143, số mã tham chiếu là 94. Tổng giá trị giao dịch trong phiên ngày hôm nay là 4500 4.800 tỷ, tỷ, giá trị tương đối thấp. Và anh chị thấy là với mức thanh khoản như thế này thì phiên sáng thì nó có một trạng thái gọi là xem xem so với phiên ngày hôm qua nhưng phiên chiều thì đây đến cuối phiên sáng thì đây là một trạng thái tình tiến chứ không có những trạng thái nổi bật như phiên ngày hôm qua. Sau 10 giờ thì có cái lượng cầu hơi nổi bật vào trong thị trường nhanh chị ha. Rồi, về mức biến động thì anh chị thấy là về cái à, trạng thái ngày hôm nay thì index có một cái mức à, khối ngồi đang có một trạng thái bán rầm đối với index trong thời điểm hiện tại và giá trị trong phiên sáng là 159 tỷ, bán chủ yếu Winhome và các cổ phiếu chứng chỉ quỹ bên cạnh đó thì có bán thêm, để chưa? Thì DG thì liên quan tới cái à, thông tin về LDG ngày hôm qua khi mà lãnh đạo bị bắt nhưng mà anh chị thấy là trên trang của DG trong sáng nay đã có cái thông báo về việc là DG đã thấu vốn cũng như là hoàn thoát khỏi cái LDG rồi do đó thì anh chị ăn tham nha và cái nhịp này nó điều chỉnh nó tạo ra cho anh chị những đi mua mà em cứ nghĩ rằng là DG sẽ không có quay trở lại nhưng không ngày hôm nay đã quay trở lại thì tạo đi mua rất tốt để anh chị nào quan tâm về cái mã cổ phiếu DG anh chị có thể tham gia ok nha anh chị nha rồi về các nhóm ngành nghề thì anh chị thấy là đang có sự xanh đỏ đang xem rồi về đồ thị kỹ thuật <laughs> về đồ thị kỹ thuật thì anh chị thấy là xét vào cái mức độ kênh giảm của vn thì vn đã kết thúc kênh giảm rồi và hiện tại cái xu hướng tăng giảm của vn vẫn đang còn vẫn đang duy trì nhưng mà cái xu hướng giảm ngày hôm nay thì bắt đầu đang là một xu hướng giảm yếu và bắt đầu từ phiên ngày mai thì nó có thể phiên ngày thứ hai thứ ba thứ tư tuần sau thì vn sẽ chuyển sang cái trạng thái không có xu hướng và bắt đầu từ cuối tuần cuối tuần thứ hai của, của cuối tuần sau của thì thị trường sẽ hình thành một cái xu hướng tăng yếu nhanh chị nha và nếu vn có những trạng thái tích cực như em đã cập nhật với anh chị liên tục ở trong những cái thời gian trước đó đó là vn index vượt qua được vùng một nghìn để có thể tiến lên bên trên thì lúc này cái trạng thái cái xu hướng tăng yếu này nó có thể hình thành sẽ là cái chân của một cái xu hướng tăng mạnh và làm cho vn index sẽ tăng mạnh trong thời gian tiếp tới à, về vùng cảng một nghìn một trăm ba mươi bốn một nghìn một trăm ba mươi bảy ở cuộc này sẽ có rung lách sau đó sẽ tiếp tục xu hướng về lại vùng một nghìn hai trăm và 1180 nha anh chị nha. Đó là cái mục tiêu trong thời gian tới. Thì cái cơ hội trong phiên ngày hôm nay nó tương đối rõ ràng cho cái việc tăng điểm nhưng nếu VN Index tiếp tục duy trì cái trạng thái như thế này thì nó hơi hơi chán một chút ha, hơi tạo cảm giác chán cho anh chị một chút nhưng mà à, mình vẫn đang mong chờ cái kịch bản VN Index có thể có những cái trạng thái break vùng 1103 để tiến lên nha anh chị nha. Ok, rồi có một cái tình huống mà anh chị cũng phải chú ý tới VN Index trong thời điểm hiện tại đó là VN Index nếu mất đi vùng 1085 thì nó có thể nó sẽ chuyển đổi và À, quay trở lại test vùng 1076 một lần nữa thì với cái nhịp chuyển đổi quay lại test vùng này thì những cái lượng hàng mà anh chị đã mua trước đó mình đã có gia tăng theo một cái tỷ lệ nhất định rồi thì bây giờ mình sẽ gom mình cầm mình xem cái phản ứng của về về lại cuộc này như thế nào nếu mà lủng 1076 thì chúng ta sẽ tắt toán để mình đứng bên ngoài mình xem cái nhịp về lại vùng 1050 1020 xem cái phản ứng ở cuộc này như thế nào để mình có thể quyết định mua vào hay không à, đánh một cái nhịp hồi về lại 1076 hoặc là à, kỳ vọng một cái nhịp tạo đáy trong hàng thì mình lúc này mình sẽ xem xét nhanh chị nha còn ở trong thời điểm hiện tại những vị thế mình đã gom hàng ở 1036 và những vị thế cao ở trên vùng 1100 thì mình sẽ chặn ở vùng 1036 để mình thu về sức mua mình phòng về cho tài khoản mình tuy nhiên thì anh chị thấy là về cái mức độ vận động của thị trường thì em đang kỳ vọng là VN sẽ vận động theo cái kịch bản như thế này anh chị thấy đây là một cái vùng mà VN có một cái eo mỏng đúng không ạ? Có một cái eo mỏng và khi vừa Index vượt lên eo mỏng như thế này thì có thể sẽ chạm lên tới cái vùng kháng cự ngắn 1100, 1103 sau đó lại test lại vùng 1100 1096 một lần nữa và sau đó sẽ có những lực bật tốt hơn. Còn trường hợp nếu mà nó tích cực hơn thì nó vượt qua được 1103 với một trạng thái mạnh mẽ thì lúc này cái xu hướng nó có thể tăng lên tốt hơn nhanh chị nha. Thì vẫn cái view chính, vẫn cái góc nhìn chính đó là kỳ vọng thị trường có thể có một tháng 12 tăng tốt để trong tháng 12 chúng ta sẽ chốt lại không sai. Nha anh chị. Ok, rồi về các mã cổ phiếu để anh chị có thể quan tâm trong dịp này thì mình đang có cái mã cổ phiếu DG đang về lại những cái vùng giá mà anh chị có thể xem xét mua được từ vùng 18.6 nha anh chị nha, từ vùng 18.6 cho tới vùng 19.2 đó là cái vùng giá tốt mà anh chị có thể mua được trong nhiều ừ. phiên ngày hôm hôm trước ngày 28 tháng 1 ha. Rồi, các cái mã cổ phiếu của nhóm ví dụ như là uh, có D, DG cũng đang có những cái trạng thái quay trở lại cái vùng hỗ trợ vô gam cũng tạo ra cho anh chị những cái đi mua khá là tích cực ha thì năng ở khu vực này thì cũng tạo ra cho anh chị những người đi mua có thể mua được không quá cao ha rồi trong nhóm này thì có mã cổ phiếu HDC thì chúng ta cần phải chú ý một chút bởi vì với HDC thì trong những cái nhịp trước tương đối khỏe nhưng mà sau đó thì bắt đầu một cái nhịp rủ rơi và tạm mất đi vùng một nghìn tạm mất đi vùng 33 thì với trạng thái như thế này thì nếu mà HDC tiếp tục có những nhịp tiếp tục giảm xuống như thế này thì anh chị lưu cái vùng may mỏng ở đây ha nó xuyên qua này thì nó sẽ tạo ra một trạng thái tương đối xấu vì vậy trong thời điểm hiện tại thì mình canh nếu mà HDC quay lại được trên vùng 33 thì sẽ tích cực còn nếu mà tiếp tục giảm xuống thì mình sẽ chặn ở vùng 30, uh, 32 nhanh chị nha, mình sẽ chặn ở vùng 32, ok rồi về các mặt cổ phiếu của nhóm chứng khoán thì vẫn đang tích lũy và sideways ở trong một cái biên độ ngắn và những cái sự tích lũy này ví dụ như VND đang cho những trạng thái tích lũy rất mạnh và với trạng thái tích lũy như thế này đang tạo cho anh chị những cơ hội mua và khi VND vượt qua được cái vùng giá 22.3 thì em tin rằng VND sẽ có một cái nhịp sóng chạy khá tốt về lại đỉnh cũ 25, 26 và có thể xa hơn là về lại những vùng mục tiêu 34, 30 và trong thời gian sắp tới nha. Rồi SI cũng tương tự này, SI vẫn đang ở những cái vùng anh chị có thể mua được. SXS thì giá điều chỉnh về gần 17 là những cái điểm mua khá tốt, tốt hơn những cái vùng biên ở vùng trên cao nha. Rồi với X cũng tương tự anh chị nha, với X tiềm năng ở những vùng mà anh chị có thể mua được. HCM thì hơi chậm hơn một chút nhưng mà HCM khi mà vượt qua được cái vùng giá 30.6 thì nó sẽ ổn hơn. FTS thì cũng đang giữ giá khá tốt trên vùng 42 43 trên cuộc này thì đây cũng là những điểm mà anh chị có thể lấy. Nếu mà có rung lách thêm về lại cũng 41 40 thì anh chị lấy giá tốt hơn nha. Rồi rất nhiều mã cổ phiếu khác trong này cũng có CTS có AGR, rồi có VCI, đó là những cái mã phiếu mà anh chị có thể tham gia được với nhóm chứng khoán. OK, rồi hy vọng là những cái mã cổ phiếu đó có thể giúp cho anh chị có những cái đi mua nếu mà anh chị chưa có hàng. Còn anh chị mà đã có hàng rồi thì tiếp tục cầm nắm cái lượng cổ phiếu của mình để mình à, kỳ vọng khi mà thị trường có một cái trạng thái tăng điểm tốt thì mình sẽ có được những mức giá tốt để mình chốt lời trong tháng 12 nha anh chị nha. OK, anh chị cần người hỗ trợ, cần người tư vấn thì có thể kết nối với em Tịnh qua số điện thoại 0987 98 1398. Còn à, anh chị xem video thì à, kết thúc video anh chị có thể để lại cho video một like cũng như là để lại những bình luận trái tim màu tím hoặc là những cái mã cổ phiếu anh chị quan tâm ở dưới phần bình luận để giúp cho video có thêm cái sự tương tác và có sự đề xuất anh chị nha cảm ơn cả nhà rất nhiều hẹn gặp lại anh chị ở trong những livestream tiếp theo